Có một câu nói rất hay rằng, sự vĩ đại thực sự của một người không phải là lãnh đạo người khác, mà là thay đổi chính mình. Nhiều khi, con người có thể thay đổi vận mệnh bằng cách thay đổi chính mình. Khi cuộc sống của một người diễn ra suôn sẻ, có lẽ là do người đó đang đi đúng đường và việc cần làm là tiếp tục tiến về phía trước với lòng quyết tâm. Và khi cuộc sống của một người gặp khó khăn, dường như đã chạm đến đáy cuộc đời, người đó cần luôn nhìn lại bản thân, thay đổi chính mình, nỗ lực bù đắp những khuyết điểm, phát huy tiềm năng và thay đổi cuộc đời. Một người muốn có chỗ đứng thì phải thích ứng với mọi thứ trong xã hội. Nếu không thể chấp nhận được thì phải thay đổi. Sự thay đổi này là ở chính mình chứ không phải ở người khác. Chỉ có thay đổi chính mình thì người đó mới chạm được nhiều chân lý hơn và làm chủ được cuộc sống của mình. Nếu không thay đổi, bạn sẽ đau khổ suốt đời. Cuộc đời mỗi con người đều sẽ có một khoảng thời gian hoặc thậm chí nhiều khoảnh khắc ảm đạm. Lúc này, người duy nhất có thể thực sự chịu đựng là chính mình. Suy cho cùng, không ai có thể thay bạn gánh chịu nỗi đau, cũng không ai có thể thay bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Khổng Tử từng nói, quân tử tìm mọi thứ ở mình, còn kẻ ác tìm mọi thứ ở người khác. Chỉ bằng cách tìm ra nguyên nhân từ trong chính mình, bạn mới có thể tiến bộ. Bạn không thể thay đổi môi trường bên ngoài, nhưng bạn có thể thay đổi tâm trạng, tâm lý và khả năng của mình. Tất cả những món quà do số phận ban tặng thực ra đều đã được ấn định một mức giá bí mật. Những thăng trầm trong cuộc sống không phải xảy ra không có lý do. Nhiều trong số đó có thể đoán định được. May mắn chọn người, xui xẻo cũng chọn người. Trên đời này, không có chuyện may mắn mà không có lý do, cũng không có chuyện xui xẻo mà không có lý do. Mọi vận may đến đều là thành quả của sự chăm chỉ, còn mọi vận rủi đến đều là biểu hiện cuối cùng của từng lời nói, hành động, lựa chọn trong quá khứ. Sự phát của xã hội hiện nay đang thay đổi theo từng giờ, khiến nhiều người không khỏi nóng vội, mất kiên nhẫn, tinh thần cao độ nhưng lười biếng, tham vọng nhưng thiếu kiên nhẫn trong mọi việc. Nếu không chịu thay đổi bản thân, họ sẽ chỉ dẫn đến đau khổ suốt đời. Nếu bạn không có khả năng vươn tới bầu trời thì hãy trau chuốt bản thân thật kỹ. Nếu bạn không có gia thế chói sáng thì hãy bình tĩnh và đừng nản lòng trước những thất bại nhất thời. Chỉ bằng cách chấp nhận và thay đổi, không ngừng vượt qua chính mình, chúng ta mới có thể phá vỡ những rào cản trong cuộc sống. Một mình vượt qua giai đoạn khó khăn và thực sự bước vào giai đoạn tốt đẹp tiếp theo của cuộc đời. Trưởng thành bắt đầu từ việc tự nhận thức, tiến bộ đến từ sự thay đổi bản thân. Cái gọi là tăng trưởng thực chất là đặt cuộc sống ở chế độ im lặng, đặt cảm xúc của bạn ở nơi người khác không thể nhìn thấy và sử dụng khả năng tự đánh thức để thúc đẩy sự thay đổi chính mình. Nói về tăng trưởng, tỷ phú Warren Buffett từng chia sẻ rằng làm những việc mình chưa từng làm gọi là trưởng thành, làm những việc mình không muốn làm gọi là thay đổi, làm những việc mình không dám làm gọi là đột phá. Một khi thức tỉnh, bạn sẽ biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, biết mình cần gì, không chạy theo đám đông và sẵn sàng tiếp tục nỗ lực để theo đuổi cuộc sống mà bản thân mong muốn. Một khi bạn luôn sẵn sàng thỏa hiệp với bản thân, bạn sẽ để thời gian dần ăn mòn tủy xương, khiến bạn không thể đứng thẳng trong suốt quãng đời còn lại. Đọc nhiều hơn, không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng nâng cao khả năng tự nhận thức, tự chủ và yêu cầu cao hơn ở bản thân. Nhớ rằng, không ai có thể ngăn cản sự tiến bộ của một con người đang tự thức tỉnh, tự thay đổi. Kiên trì thay đổi bản thân, cả thế giới sẽ trở nên khác biệt. Nhiều người trong chúng ta là những người khổng lồ trong suy nghĩ và những người tí hon trong hành động. Như Jack Ma từng nói, đêm nghĩ tới ngàn con đường, sáng thức dậy và đi lại trên con đường cũ.
không ít người thả sống trong lo lắng và đau đớn suốt đời còn hơn là dành thời gian để thay đổi bản thân. Hành động quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực, tìm ra sứ mệnh của riêng mình và không ngừng tiến về phía trước. Hãy coi bản thân như một tác phẩm nghệ thuật và làm việc cẩn thận. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Hãy tìm lĩnh vực mà bạn giỏi, tiếp tục nỗ lực, thoát khỏi sự nóng vội, thoát khỏi tâm lý bỏ cuộc khi gặp chút khó khăn. Bạn sẽ thấy rằng khi tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ dần tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Việc học không có giới hạn độ tuổi, chỉ cần bạn sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu thay đổi bất cứ lúc nào và kiên trì theo đuổi. Chỉ bằng cách liên tục thay đổi bản thân, cập nhật bản thân, duy trì sức sống và duy trì tính cạnh tranh, bạn mới có thể bước lên một sân khấu lớn hơn và nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Lúc này, bạn sẽ thấy cả thế giới sẽ trở nên khác biệt. Bạn sẽ không còn phàn nàn về cuộc sống cũng như không còn bị ràng buộc bởi những cảm xúc tồi tệ trong cuộc sống. Hãy dùng tâm lý cốc rỗng để lấp đầy bản thân. Dùng tâm lý quay về số 0 để rút kinh nghiệm từ quá khứ và tiếp nhận cái mới. Không ám ảnh sự xuất sắc và cũng không tìm kiếm sự hối tiếc. Kẻ thù lớn nhất của một người chính là chính mình. Những người khi thất bại đổ lỗi cho người khác sẽ chỉ đứng yên một chỗ, thậm chí tụt về phía sau. Những người giỏi suy ngẫm và dám thay đổi, có thể sử dụng tất cả kinh nghiệm của mình cho mục đích riêng, khiến bản thân trở nên không thể thay thế. Con đường phía trước sẽ ngày càng rộng mở. Bước đầu tiên để thay đổi số phận của bạn là thay đổi suy nghĩ của bạn. Người Do Thái dạy, loại tiền cực khổ quá thì không nên kiếm. Người Do Thái rất giỏi trong việc nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền. Cho dù cơ hội này chỉ có thể kiếm được 1 đô la, họ cũng không bao giờ bỏ lỡ. Nếu có 10 đô la, họ sẽ nghĩ đến việc chia 10 đô la thành 10 cơ hội, tương tự như nếu có 10 quả trứng, thì họ sẽ chia ra và bỏ vào 10 cái giỏ, chứ không bỏ chung vào một giỏ duy nhất. Người Do Thái không thích đánh cược, đồng thời vì thế nên họ luôn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Nếu bạn muốn làm giàu thì bắt buộc phải học theo lối tư duy của người giàu. 1. Đừng dễ dàng từ bỏ mục tiêu, dù người khác nghĩ gì. Đối với người Do Thái, những tích góp dù là nhỏ nhất vẫn có thể tạo ra tiền bạc. Điều này muốn nói tới việc tiết kiệm cả tiền bạc và trí tuệ, cống hiến sức lực. Bạn dám trả giá càng nhiều thì bạn càng có thể thu về thành quả tương xứng. Người Do Thái thường tâm niệm một câu rằng, bản lĩnh đến đâu, thành công đến mức độ đó. Có gan lớn bao nhiêu, thì dễ giàu bấy nhiêu. Nhiều người xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng họ không chấp nhận đi làm công ăn lương với mức lương ổn định mấy năm trời. Họ luôn nỗ lực, tìm cách tự mình lập nghiệp khi tích lũy đủ cả kiến thức và tiền bạc. Giờ đây, người kinh doanh đồ ăn, có người kinh doanh quần áo, có người làm ông chủ lớn với hàng trăm nhân viên, nhưng cũng có người chưa thành công với quyết định của mình. Tuy vậy, họ chưa bao giờ từ bỏ, vì mục tiêu là động lực để họ sống ngày một tốt hơn. 2. Kiếm tiền từ người giàu, nhưng không phung phí tiền cho đồ xa xỉ. Người Do Thái rất giỏi trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, họ bị đánh giá là thực dụng, vì thường không chi trả tiền cho những món hàng xa xỉ phẩm. Như người bạn Do Thái của Tom chia sẻ, người Do Thái sẽ từ chối chi tiền để mua những đồ vật không mang lại giá trị nào ngoài sự phù phiếm, bởi vì họ không cần loại danh tiếng như vậy. Trên đường phố của các thành phố lớn ở Israel, bạn sẽ rất khó tìm được các thương hiệu bán xa xỉ phẩm. Thay vào đó đều là những cửa hàng bán sản phẩm mang lại giá trị thiết thực. Những đứa trẻ Do Thái cũng thường được dạy cách tiêu tiền hiệu quả ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì thế, khi lớn lên, nhận thức kiếm tiền của họ rất mạnh mẽ. 3. Trong kinh doanh, lợi nhuận là số 1. Thông thường, giữa những người bạn thân thiết, việc nhờ vả có thể nói là điều bình thường. Nhưng người Do Thái thường cho rằng, bạn nhờ tôi, bạn cần tôi, đó chính là cơ hội kiếm tiền của tôi.
tư duy này cũng được áp dụng triệt để vào lĩnh vực kinh doanh. Vì thế, người Do Thái bỏ bất sự cả nể, trì hoãn mà nhiều người thường phạm phải. Thay vào đó, người Do Thái kinh doanh với tinh thần thép, xem lợi ích là hơn hết. 4. Không bao giờ giảm giá. Kinh doanh là nghề chính của người Do Thái, nhưng khác với những người buôn bán khác, họ không thích giảm giá hay khuyến mãi mặt hàng. Thậm chí, nếu khách hàng mặc cả hàng hóa, họ sẵn sàng để bạn đi. Mỗi món đồ đều đã được định giá rõ ràng. Khách hàng nếu cảm thấy phù hợp thì hãy lựa chọn mà đừng bao giờ trả giá, vì sẽ chẳng bao giờ người Do Thái chịu bán nó cho bạn với giá thấp hơn. Có thể bạn nghĩ quan điểm này của họ thật cố chấp, không linh hoạt theo thị trường, nhưng người Do Thái lại rất kiên quyết với việc này. Bởi họ tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình, tin rằng sản phẩm xứng đáng với mức giá đã niêm yết. Nếu chấp nhận để khách hàng mặc cả và giảm giá, đồng nghĩa với việc họ đang tự hạ thấp giá trị sản phẩm của mình. 5. Đồ đã mua, miễn trả lại. Đối với người Do Thái, một khi đã lựa chọn mua hàng, khách hàng cần chịu trách nhiệm với món hàng họ đã lựa chọn. Nếu khách hàng có băn khoăn gì, hãy kiểm tra sản phẩm ngay tại chỗ. Khi phát hiện ra vấn đề lúc mua hàng, họ nhất định sẽ chịu trách nhiệm về sản phẩm. Còn nếu khách hàng đã mang sản phẩm đi, vậy thì miễn bàn vấn đề đổi trả. Không phải người Do Thái chối bỏ trách nhiệm với sản phẩm của họ, nhưng điều kiện để họ chịu trách nhiệm là gì, khách hàng phải nắm cho rõ. Thứ đã bán ra, nằm trong tay bạn, thì bạn hãy tự chịu trách nhiệm. 6. Phục vụ phụ nữ. Để kiếm tiền, mục tiêu đầu tiên của người Do Thái nhắm tới là phụ nữ, bởi đây là tay hòm chìa khóa trong gia đình. Từ trước tới nay, nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền, mà kiếm tiền không có nghĩa là sẽ giữ tiền trong tay. Quyền chi tiền phần lớn vẫn do phụ nữ quyết định. Phụ nữ không chỉ mua sắm kim cương, trang sức, vàng bạc để tích lũy. Họ còn là người mua sắm các vật dụng thường ngày hay lo toan các công việc gia đình. Nhắm trúng đối tượng này, tiền của nhất định sẽ tới. 7. Đi khắp nơi kiếm tiền. Đi mọi nơi kiếm tiền là đặc điểm tự nhiên của người Do Thái. Những thương nhân Do Thái ít có thị trường cố định mà mở rộng khắp nơi khi bản thân đủ tiềm lực. Họ không ngại khó, ngại khổ khi đi từ Đông sang Tây, xuống Nam ngược Bắc để kiếm tiền cũng như mở rộng thị trường. Ở đâu họ cũng thực hiện các giao dịch lớn nhỏ. Bởi vậy để làm giàu, không thể ngồi một chỗ mà phải chạy khắp nơi. Đúng như câu nói làm ăn tứ phương, kiếm tiền tứ hướng. 8. Quy tắc 78-22. Người Do Thái chỉ ra, trong xã hội, tỷ lệ người bình thường và người có tiền khoảng 78-22, nghĩa là 22% người có tiền chiếm tới 78% khối lượng tài sản. Bởi vậy, chỉ cần biết kiếm tiền từ những người có tiền, quy tắc 78-22 còn là một quy luật tự nhiên. Ví dụ 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, đồ trang sức, y tế, về cơ bản chiếm khoảng 78% phí tiêu dùng sinh hoạt. Vì thế, các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của người Do Thái đa số đều tập trung vào ăn uống, quần áo, đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em. 9. Phục vụ cái miệng. Người Do Thái cho rằng, kinh doanh nên nhắm vào nhu cầu ăn uống của mọi người, bởi ăn là một trong những nhu cầu cơ bản nhất. Thu nhập bình quân đầu người tăng, người tiêu dùng sẽ khắt khe và dành nhiều thời gian hơn trong việc làm hài lòng khẩu vị của mình. Vì vậy, kinh doanh ăn uống không bao giờ lỗi thời. 10. Sử dụng trí tuệ để kiếm tiền. Người Do Thái luôn cho rằng, sự thông minh có thể kiếm ra tiền mới là thông minh thực sự. Theo cách này, tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ. Chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới là trí tuệ sống. Bởi vậy, người kinh doanh cần dùng trí tuệ để suy nghĩ và phân tích hành vi người tiêu dùng. Chỉ khi hiểu được nhu cầu của khách hàng,
mới có thể làm ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và có thể tồn tại trên thị trường. 11. Tăng doanh thu quan trọng hơn tiết kiệm. Những thương nhân Do Thái có một niềm tin không thể lay chuyển, của cải là do bỏ mồ hôi công sức tạo ra, chứ không phải là tiết kiệm, tích góp mà có. Vì thế, muốn thu được lợi nhuận cao, phải sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ. 12. Trân trọng thời gian như vàng bạc. Trong châm ngôn kinh doanh của người Do Thái có câu, đừng đánh cắp thời gian. Nội dung không chỉ liên quan đến kiếm tiền mà còn nhắc nhở cách hành xử đúng đắn khi kinh doanh. Ở một tầng ý nghĩa khác, câu nói này khuyên bạn nắm chắc từng phút từng giây mới có thể giành được cơ hội. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, ai chậm chân người đó sẽ mất cơ hội. Để thành công, luôn phải đi trước một bước, chủ động và không ngừng đổi mới để nắm bắt được cơ hội đến với mình. 13. Tận dụng thông tin nắm bắt cơ hội. Người Do Thái vốn nổi tiếng trong việc thu thập thông tin trong kinh doanh. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Một khi có trong tay thông tin về cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không bỏ lỡ. Ví dụ trong một trung tâm thương mại khi các doanh nghiệp có cơ hội ngang nhau, với cùng điều kiện như nhau. Nếu ai biết nắm bắt cơ hội người đó sẽ chiến thắng. Điều này cũng có nghĩa nên chủ động tìm hiểu và phân tích thị trường. Không nên ỷ lại, rơi vào thế bị động. 14. Đặt uy tín lên hàng đầu. Trong kinh doanh, người Do Thái nổi tiếng biết trọng chữ tín. Một khi đã ký hợp đồng, dù việc gì xảy ra, họ quyết không nuốt lời. Họ cũng luôn tuân thủ quy luật của cuộc chơi, thiết lập mối quan hệ cộng sự đáng tin cậy với đối tác, dùng sự chân thành lay động trái tim khách hàng khi muốn công việc thuận lợi, suôn sẻ. 15. Đứng ở trên cao mới nhìn thấy được xa. Người Do Thái cho rằng trong kinh doanh nên cố gắng nhìn thêm vài bước. Sự phát triển trong tương lai mà bạn có thể nghĩ đến là bao nhiêu, thì thành công sẽ có được bấy nhiêu. Chân không thể chạm đến, thì mắt phải thấy được. Mắt không thể thấy được, thì tim phải cảm nhận được. Dù vậy làm gì, cũng phải có những bước đi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Bước trước một bước, mới có thể dẫn dắt và tạo ra nhu cầu của thị trường. 16. Phối hợp tốt các nguồn lực. Nhà kinh tế học người Do Thái William Nixon đã nói, bạn có thể vay mọi thứ từ tiền, tài năng, công nghệ cho đến tri thức. Thế giới này đã chuẩn bị tất cả các nguồn lực bạn cần. Tất cả những gì bạn phải làm là thu thập và sử dụng trí tuệ để kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm của riêng mình. 17. Đàm phán tạo ra giá trị. Một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái, có người cho hai đứa trẻ một quả cam, vì chia chác mà chúng cãi nhau. Thấy vậy người cho đề xuất, bổ đôi cho mỗi đứa một nửa. Đứa trẻ thứ nhất về nhà, vứt các múi cam đi, đem vỏ nghiền nát rồi trộn vào bột mì nướng bánh ăn. Đứa trẻ còn lại thì lấy múi cam ép thành nước uống, vứt vỏ vào thùng rác. Mặc dù hai đứa trẻ đều có nửa quả cam, nhưng chúng đã không tận dụng hết nguyên liệu của mình nên không đạt được lợi ích lớn nhất. Trong kinh doanh, phải đối mặt với rất nhiều cuộc đàm phán. Lúc này, nên tăng cường giao tiếp để gây dựng thiện cảm với đối tác và cùng nhau làm việc để ra được kết quả đôi bên cùng có lợi. Bước đầu tiên để thay đổi số phận của bạn là thay đổi suy nghĩ của bạn. Người Do Thái dạy, loại tiền cực khổ quá thì không nên kiếm. 18. Dù bạn có thừa nhận hay không, bạn càng làm việc nhiều, bạn chỉ càng trở nên nghèo hơn. Tôi không biết những người khác như thế nào, nhưng với riêng tôi, thì chưa bao giờ tôi nghe được ai giàu lên nhờ vào việc đi làm công ăn lương cả. Hầu hết những người giàu có đều dựa vào việc khởi nghiệp để kiếm tiền. Người càng an phận với các công việc làm thuê, thì sẽ càng ít có tiền đồ hơn. Ở đây chúng ta sẽ không bàn đến những người có mức lương mấy chục triệu, vì đây là những trường hợp chiếm số ít. Khi bạn cảm thấy công sức bạn bỏ ra quá nhiều, nhưng đồng lương nhận được lại quá ít thì bạn có thể dừng lại,
và lập cho mình một kế hoạch phát triển lâu dài. Nếu không có kỹ năng thì đi học, không có kinh nghiệm thì tích lũy, không có mối quan hệ thì hãy đi tích góp. Nói tóm lại, đừng để bản thân tin vào năm chữ kiếm đồng tiền cực khổ nữa. Không muốn kiếm đồng tiền một cách cực khổ thì bạn phải gánh chịu sự khổ cực của việc học tập. Bất kể là khi nào, thì sự lựa chọn luôn quan trọng hơn là nỗ lực mù quáng. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngoài lương ra tôi cũng có thể kiếm tiền từ các nguồn khác. Nhờ đó mà thu nhập tổng thể của tôi cũng đã được tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, những bạn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cũng phải hiểu rằng dù ở thời điểm nào thì sự lựa chọn vẫn thực sự quan trọng hơn sự chăm chỉ. Kiếm tiền phụ thuộc vào bộ não của bạn. Nếu bạn sử dụng bộ não của bạn nhiều hơn, bạn sẽ mất ít mồ hôi hơn. 19. Học cách để tiền đẻ ra tiền, kiếm tiền ngay trong lúc đang ngủ. Nếu bạn làm công ăn lương, dù cho mỗi ngày bạn có chăm chỉ thì cũng chỉ nhận được đồng lương rất thấp. Có làm thì mới có ăn, khi nghỉ thì đương nhiên không có thu nhập. Lúc này, bạn nên tìm hiểu thêm về phương pháp kiếm tiền trong khi ngủ. Ví dụ như bạn có kỹ năng trong một lĩnh vực nào đó thì bạn có thể làm một khóa học trả phí rồi đưa lên mạng, để những người có nhu cầu học sẽ mua khóa học. Khi đó bạn sẽ có thêm một nguồn thu nhập, và lợi nhuận bạn thu được sẽ là vĩnh viễn chỉ với một lần đầu tư. Kiếm tiền trong khi ngủ chính là lối thoát cho guồng quay cuộc sống khó khăn của bạn. 20. Hãy tìm ra sở thích của bản thân và khuếch đại nó. Mỗi người đều có những sở thích của riêng mình. Kiếm tiền bằng những thứ mình yêu thích sẽ có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn và hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang làm một công việc bạn không thích mà nó còn mang lại cho bạn đồng lương ít ỏi, thì việc gì mà không chịu thử đột phá, làm những điều mà mình yêu thích, sống thật hạnh phúc từng ngày. Vì vậy, hãy tìm ra sở thích của bản thân, phóng to nó lên và kiếm tiền thông qua nó. Đó chính là kiếm đồng tiền hạnh phúc. Miễn là bạn có thể nhảy ra khỏi cái lồng kiếm tiền cực khổ và thay đổi suy nghĩ của mình, tôi tin chắc bạn sẽ thành công trong một ngày không xa. Trong sách Talmud của người Do Thái, có một luật được họ gọi là luật vĩnh cửu. Đó là luật 22-78. Trong tự nhiên, tỷ lệ nitơ so với oxy là 22-78. Trong cơ thể con người, tỷ lệ trọng lượng của nước so với các thành phần khác là 22-78. Trong toàn xã hội, tỷ lệ giữa tầng lớp giàu có so với những người bình thường là 22-78. Mà tỷ lệ tài sản của họ so với người bình thường lại là 78-22. Đó là lý do tại sao trong kinh doanh, người Do Thái luôn tuân theo một câu tục ngữ, các mặt hàng quý giá đều là hàng hóa được chuẩn bị cho người giàu. Nói trắng ra, tiền bạc đều nằm trong tay người giàu, vì vậy tốt nhất bạn nên kiếm tiền từ những người giàu có. Bạn muốn trở thành người như thế nào thì trước tiên bạn phải tiếp cận người như vậy. Vẫn là câu nói đó, sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực rất nhiều. Bạn chọn chen chúc vào một con đường làng đông nghịt, ngày ngày chăm chỉ đi bộ từng bước để tiến lên, hay là chọn đi trên đường cao tốc. Khi chọn đúng đường, bạn sẽ có thể tích lũy tài sản nhanh hơn. Tất cả những thông tin trên đều bắt nguồn từ sách Talmud của người Do Thái. Đó cũng là cách tư duy của những người giàu. 21. Dám ước mơ làm lại từ đầu. Kể cả khi bị lột sạch quần áo và ném vào vùng hoang mạc, nhưng chỉ cần một đoàn lữ hành đi qua, người đàn ông này vẫn có thể trở thành tỷ phú. Vậy công thức làm giàu của ông là gì? Không có tiền, không có địa vị, chẳng lẽ bạn phải chịu chìm đắm dưới đáy xã hội sao? Rockefeller, tỷ phú giàu nhất mọi thời đại, không đồng ý với quan điểm này. Xuất thân nghèo khó, bắt đầu từ con số 0. Ông đã trở thành người giàu nhất thế giới chỉ sau 14 năm. Ông tin rằng, ngay cả khi không có tiền hay địa vị, bạn vẫn có thể tiến lên phía trước. Vì thế Rockefeller từng nói rằng, nếu như bị lột sạch quần áo, không còn lại thứ giá và bị ném vào vùng hoang mạc hoang vắng, chỉ cần một đoàn lữ hành đi qua ông vẫn có thể trở thành tỷ phú.
Vào năm 60 tuổi, Rockefeller đã đề cập đến câu trả lời cho ý hỏi này trong một bức thư ông gửi cho con trai mình. Ông viết, cha tin chắc rằng thành công của mình đến từ một công thức mà cha gọi là công thức thành công. Công thức thành công mà Rockefeller nhắc đến ở đây gồm 3 yếu tố. Nếu cũng đang mong muốn lật ngược ván bài cuộc đời, có lẽ công thức này sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm hứng. Rockefeller đã nói, điều giúp tôi sống và không khuất phục chính là ước mơ. Ước mơ giống như một cây chổi, giúp bạn quét sạch những chướng ngại vật trên con đường thành công. Chỉ cần không đánh mất nó, thành công sẽ đến với bạn. Nếu thiếu ước mơ, bạn như mất đi điểm tựa trong lòng và sẽ dễ dàng gục ngã hơn khi đối mặt với thất bại. Thêm nữa, nếu từ bỏ ước mơ trong lòng, động lực tiến lên của bạn cũng bị mất dần. Điều này khiến cho khi gặp trở ngại trong cuộc sống, điều bạn nghĩ đến không phải làm thế nào để vượt qua mà là kìm nén hoặc chùn bước. Thực tế thời gian như một đoàn tàu siêu tốc luôn tiến về phía trước. Chỉ cần dừng lại một nhịp tức là bạn đang đi lùi. Theo thời gian, bạn sẽ bị bỏ lại và chìm sâu dưới tầng đáy. Vì thế, Rockefeller cho rằng bằng mọi giá phải có ước mơ nếu mong muốn làm giàu. Đừng nghĩ rằng mình đã già và coi ước mơ của bản thân là thứ vô dụng. Bởi nhiều tỷ phú chỉ bắt đầu con đường làm giàu khi ở tuổi 40 đến 50. Ước mơ giống như một ngọn lửa trong lòng bạn. Khi thất bại và bóng tối ập đến, chúng sẽ sưởi ấm và soi sáng trái tim bạn. Khi phải chịu đựng vấp ngã này đến thất bại khác, giấc mơ sẽ giúp bạn tiến lên phía trước như ngọn đèn dẫn đường. Đúng như Rockefeller đã nói, chỉ cần không đánh mất ước mơ, thành công sẽ đến. 22. Không ngại thất bại. Bạn đã bao giờ bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời vì sợ thất bại để rồi nhìn người khác tiến lên và làm giàu? Nhiều người sợ thất bại bởi luôn cho rằng điều đó khiến trí tuệ của họ bị bào mòn. Chỉ cần vài lần thất bại, họ đã cảm thấy sợ hãi và không còn dám cố gắng nữa. Tuy nhiên, nếu không bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Đôi khi ý tưởng thiên tài bị đánh mất chỉ vì bạn không dám thử. Người thông minh biết học từ thất bại, rút ra kinh nghiệm từ vấp ngã để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi có thể đạt được như ngày hôm nay là nhờ tôi leo lên chiếc thang hình xoắn ốc của thất bại. Tôi biết vươn lên từ thất bại, Rockefeller nói. Nếu cứ sợ thất bại, bạn sẽ ngại làm. Không thử sức, bạn khó có thể nắm được cơ hội mới. Thực tế hiếm người nào đạt được thành công mà không trải qua thất bại. Vì vậy đừng sợ thất bại. Hãy lấy thất bại làm sân thử nghiệm cho thành công của bản thân. Sau những lần như vậy, bạn sẽ tìm ra được bí quyết của thành công. 23. Sẵn sàng với những thử thách. Rockefeller khẳng định dù bạn có thất bại bao nhiêu lần, miễn là không bỏ cuộc, thì bạn chưa mất tất cả. Con đường dẫn đến thành công của nhà tỷ phú này là một hành trình liên tục vượt qua các thử thách. Ông đối mặt với tai biến ít nhất 4 lần trong đời với vô số khó khăn chồng chất. Bất cứ khi nào vượt qua được khó khăn và hoàn thành một mục tiêu, ông không dừng lại mà tiếp tục tiến lên mục tiêu cao hơn. Nếu không có sức mạnh tinh thần này, có lẽ một ai khác chứ không phải là Rockefeller xây dựng nên đế chế dầu mỏ khét tiếng. Khi tiếp tục với những thử thách, bạn có thể bị những người xung quanh cười nhạo vì không kiểm soát được bản thân. Với sự cứng đầu này, bạn có thể chịu nhiều thất bại hơn người khác. Tuy nhiên, bạn sẽ tiến rất xa và đạt được những thành tựu khó ai có được. Vài năm sau khi nhìn lại, hóa ra bạn đã cách xa những người chế giễu mình một khoảng cách rất xa. Bởi lúc này, bạn đã có một tương lai tốt đẹp hơn những người khác. Không thử thách khó có được thành công. Thậm chí bạn sẽ không bao giờ nhận ra tiềm năng của mình lớn đến thế. 24. Làm giàu phụ thuộc vào việc kiếm tiền, chứ không phải tiết kiệm tiền.
Trong mắt những người bình thường, sự giàu có thường bắt nguồn từ việc tích lũy tiền bạc của cải mà mình làm ra. Nhưng thực tế là, việc tích lũy một cách từ từ sẽ khó có thể khiến chúng ta trở nên giàu có. Do vậy, trong mắt người Do Thái, của cải tích lũy sẽ không có giá trị làm giàu bằng việc liên tục kiếm tiền. Vì vậy, bất cứ khi nào người Do Thái có tiền nhàn rỗi, họ sẽ cố gắng đưa tiền của mình vào thị trường tiền tệ bằng cách đầu tư, qua đó giúp họ có một dòng tiền ổn định. Tất nhiên, đầu tư cũng có những rủi ro nhất định, và người Do Thái hiểu rất sâu về điều này. Vì vậy, họ không đầu tư một cách mù quáng. Trước khi đầu tư vào một dự án, họ sẽ nghiên cứu dự án kỹ càng và chỉ chọn đầu tư sau khi xác nhận rằng dự án có thể mang lại lợi nhuận cho họ. 25. Khả năng sinh lời và thị trường là điểm quan trọng. Khi người Do Thái kinh doanh, họ không thích cạnh tranh giá cả với các đối thủ vì họ biết rõ hạ giá thì dễ, tăng giá thì khó. Nếu họ chiến đấu một cách mù quáng, trong cuộc chiến giá cả với các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ khó thu được lợi nhuận khổng lồ. Vì lẽ đó, đối với cùng một sản phẩm, người Do Thái thường tăng giá nhiều lần. Trong mỗi lần tăng giá, họ sẽ công bố thêm những ưu điểm cải tiến mới của sản phẩm để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Bằng cách tăng giá liên tục các mặt hàng của mình, họ đã thu về lợi nhuận khổng lồ mà không cần cạnh tranh với đối thủ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của việc này là chất lượng hàng hóa phải được đảm bảo ở mức tốt nhất, hoặc thậm chí là vượt trội. 26. Trí tuệ làm ra tiền chứ không phải thể lực. Trong mắt người Do Thái, mặc dù làm việc để kiếm tiền có thể giúp họ tồn tại, nhưng đó lại không phải là một phương thức lâu dài, đặc biệt là khi sức lực của con người có hạn. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thoải mái và dư dả, bạn không thể chỉ làm việc chăm chỉ một cách mù quáng. Chỉ khi giỏi tư duy và nghĩ ra cách kiếm tiền bằng trí tuệ của mình, bạn mới có thể dồn thời gian và sức lực vào những thứ thực sự mang lại lợi nhuận cao và trở nên giàu có. Tất nhiên, không phải người Do Thái thiếu tinh thần chăm chỉ, chịu khó, mà là họ quan niệm kiếm tiền dựa vào trí tuệ chứ không phải thể lực. 24. Càng suy tính nhiều thì càng mất nhiều. Người Do Thái nhìn chung khi kinh doanh đều có tầm nhìn phát triển dài hạn và sẽ không để bản thân đánh mất cơ hội kiếm tiền chỉ vì những lo lắng nhất thời. Theo quan điểm của họ, thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào việc tính toán, đắn đo thì tốt hơn hết là sử dụng thời gian quý báu của mình để tạo ra những giá trị thực sự có thể mang lợi nhuận về cho doanh nghiệp. Bằng cách này, người Do Thái cũng đã rèn luyện được con mắt tinh tường, có thể nắm bắt chính xác mọi cơ hội kinh doanh trên thị trường, có thể kiếm tiền lâu dài và không lãng phí thời gian tranh chấp hay đắn đo. 28. Đặt tính trung thực lên hàng đầu. Do bản chất tham lam của con người, nhiều người sẽ làm bất cứ điều gì vì lợi ích của mình, thậm chí đánh mất sự chính trực và thỏa mãn lòng tham bằng cách làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Những thương nhân như vậy không tồn tại được lâu trong mắt người Do Thái. Theo quan điểm của người Do Thái, chính trực là nguyên tắc cốt lõi của kinh doanh. Họ tin rằng nếu là một người trung thực, thì ngay cả khi thất bại họ cũng có thể giảm thiểu rủi ro. Vào thời điểm bạn đánh mất sự liêm chính khi làm việc, sự nghiệp kinh doanh của bạn cũng sẽ hoàn toàn kết thúc. Học cách tận dụng sức mạnh bên ngoài. Một doanh nhân Do Thái thích một hòn đảo nhỏ ở Nhật Bản và muốn phát triển nó thành một khu nghỉ dưỡng. Nhưng sau khi resort được xây dựng, rất ít du khách đến nghỉ dưỡng. Bạn người này gợi ý nên trồng cây xung quanh resort để làm xanh môi trường, tạo cảnh quan thu hút khách du lịch. Mặc dù đây là một ý kiến hay, nhưng hòn đảo vẫn hoang sơ này không dễ trồng cây.
doanh nhân Do Thái chợt nảy ra một ý tưởng hay. Ông đưa ra chương trình trồng cây kỷ niệm khi đến đảo, có thể là cây kỷ niệm ngày cưới hoặc gia đình. Nghe tin, rất nhiều người kéo đến đảo để trồng cây lưu niệm. Chỉ trong một năm, hòn đảo mọc đầy cây cối, doanh nhân Do Thái cũng bỏ túi hàng triệu yên. Con người dù giỏi đến đâu, cũng có những lĩnh vực không thể chạm tới. Dù thông minh đến đâu cũng có lúc chưa suy nghĩ thấu đáo. Nếu một người muốn thành công, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của bản thân, mà còn cần biết kết hợp với sự giúp đỡ từ bên ngoài. Biết cách mượn điểm mạnh của người khác, bù đắp vào khuyết điểm của bản thân, bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu với ít nỗ lực hơn, thậm chí tốt hơn nhiều so với việc làm một mình. 30. Luôn có mục tiêu cho mọi việc. Buffett và Bill Gates được mời tham gia một chương trình truyền hình. Khi được hỏi bạn cảm thấy điều gì là quý giá nhất trong thời đại này, cả hai đã cùng đưa ra một câu trả lời: mục tiêu. Trí tuệ Do Thái Talmud luôn nhắc nhở rằng, ngay cả người yếu nhất cũng có thể đạt được điều gì đó nếu tập trung sức lực vào một mục tiêu duy nhất. Trong cuộc sống xô bồ nhiều xáo trộn, chỉ có cách dồn sức nỗ lực, bạn mới có thể đạt được thành tựu. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chen Zhangxi không có thành tựu nào đáng chú ý trong nửa đầu cuộc đời, cho đến khi ông quyết tâm viết một cuốn sách lớn, từ chối mọi cuộc vui và những thứ giải trí bên ngoài để về quê cống hiến hết mình để sáng tác văn học. Theo Chen, ông đã nhốt mình trong phòng làm việc, viết cẩn thận từng chữ, không ngừng cân nhắc và liên tục trau chuốt các chi tiết. Cuối cùng phải mất 6 năm, Chen mới hoàn thành tác phẩm, nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước và đạt được giải thưởng lớn nhất của Trung Quốc cho tiểu thuyết dài, mang lại danh tiếng lẫy lừng cho Chen Zhangxi. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người với nhau chính là khả năng tập trung và kiên trì. Đằng sau những thành tựu rực rỡ nhất luôn là hàng chục năm làm việc chăm chỉ và sự kiên trì đến cùng. Chỉ bằng cách trau dồi sự tập trung và cống hiến liên tục, bạn mới có thể làm bản thân trở nên đáng giá và khác biệt. Bạn đang nghe audio trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu thấy hữu ích hãy lưu video hoặc chia sẻ cho người khác cùng nghe. Càng chia sẻ càng thu hút tài lộc và may mắn. 31. Không ngừng tự nhận thức. Chàng trai Do Thái Lodell là một nhân viên bán hàng. Anh và một số đồng nghiệp được công ty giao công việc quảng bá cho một loại xà phòng mới. Lúc đầu, các đơn đặt hàng ít đến đáng thương. Đồng nghiệp lo đeo đổ lỗi cho thị trường hoặc phàn nàn kết quả tệ là do công ty quá nhỏ. Lo đeo thì khác. Mỗi khi hợp đồng thất bại, anh sẽ xem xét lỗi lầm từ phía bản thân. Có phải vì tôi không đủ hiểu biết về sản phẩm? Phải chăng cách diễn đạt chưa đủ thuyết phục? Lo đeo mua một cuốn sổ để ghi lại những thiếu sót của mình. Mỗi tối, anh lại mở sổ ra xem lại những gì mình ghi chép. Dần dần, anh ngày càng nắm rõ sản phẩm và biết điều chỉnh kỹ năng bán hàng của mình. Năng lực của Lodell suốt quá trình không ngừng trau dồi đó dần được nâng cao. Hiệu suất làm việc khởi sắc và cuối cùng thành công thăng chức. Trên đường đời, điều bạn dễ nhìn thấy nhất là lỗi lầm của người khác, mà thường xuyên quên mất hoặc làm ngơ trước khuyết điểm của chính mình. Sự tự nhận thức kịp thời luôn là khởi đầu cho sự tiến bộ của một người. Khi đối mặt với những sai lầm và thất bại, hãy học cách nhìn lại bản thân và sửa chữa ngay khi có thiếu sót. Như vậy bạn mới có thể tốt hơn mình của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước. Trước khi so sánh năng lực với người khác, đảm bảo sự tiến bộ từng ngày của bản thân, thông qua quá trình nhìn nhận quan trọng hơn cả. 32. Đầu tư cho tương lai bằng kiến thức. Mọi đứa trẻ Do Thái đều được cha mẹ hỏi một câu như vậy khi còn nhỏ. Nếu một ngày nhà bị cháy, con có thể đem theo thứ gì? Khi đó có em trả lời là tiền, có em nói sẽ mang đồ quý giá như kim cương.
Phụ huynh Do Thái khi đó sẽ lắc đầu và gợi ý, nếu thứ này bắt buộc không có hình thù, không màu sắc, không mùi vị thì sao? Khi trẻ không trả lời được, họ sẽ tiết lộ, hãy bảo vệ bản thân mình đầu tiên, vì thứ đáng giá nhất có thể tồn tại cùng con bất chấp mọi biến cố, chính là kiến thức. Chỉ cần con còn sống, không ai có thể lấy đi của con thứ tài sản này, và kiến thức sẽ luôn theo con. Nhà đầu tư huyền thoại Charlie Munger từng nói rằng, tương lai sẽ luôn nằm trong tay những người học tập suốt đời, từ những năm tháng còn đi học, đến khi trở thành một luật sư, và sau đó là nhà đầu tư. Munger vẫn không ngừng học tập, đọc sách báo và dựa vào kho kiến thức dồi dào để thành công. Bản thân Munger vẫn luôn ngưỡng mộ Warren Buffett vì khả năng học tập như một cỗ máy của ông chủ Hathaway Berkshire. Nếu không làm việc, Buffett sẽ dành phần lớn thời gian để ngồi một chỗ và đọc sách. Trong thời đại bùng nổ tri thức như hiện nay, trình độ, năng lực học tập ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của bạn. Hãy nhớ rằng, học tập luôn là khoản đầu tư tốt nhất và kiến thức sẽ luôn mang đến lợi nhuận vô hạn. 33. Hãy làm chủ đồng tiền, đừng làm nô lệ của đồng tiền. Tiền quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện, không phải là toàn bộ cuộc sống. Trong quyển sách Talmud có nói, hãy làm chủ tiền bạc, đừng làm nô lệ của nó. Người nghèo chọn cách tiết kiệm, nhưng đó không phải biện pháp để bạn làm giàu. Có một câu chuyện thế này. Một thương gia người Do Thái thấy một người nông dân nghèo, đã cho anh ta một con bò để anh ta trở nên giàu có hơn. Người đàn ông nghèo hạnh phúc ôm con bò, nhưng lại không biết phải làm gì với nó. Anh ta không dám tiêu tiền cho bò ăn, nên đã bán nó đi đổi lấy gà. Nuôi gà mà lại không chăm, gà sau đó mắc bệnh nên cũng đã chết đi. Khi người thương gia đến thăm anh ta, không thấy bò đâu, chỉ thấy người nông dân đang nằm ngủ thiếp trên giường. Người thương gia lắc đầu, không nói thêm lời nào mà xoay đầu bỏ đi. Người nghèo đã ngủ say, không hề biết rằng bản thân đã tự mình bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Quá coi trọng đồng tiền để bản thân trở thành nô lệ của nó. Đây là cách trực tiếp nhất khiến một người nhanh chóng đi vào ngõ cụt. 34. Kiếm tiền cần có dũng khí. Bạn hãy quan sát kỹ những người giàu có xung quanh mình mà xem. Muốn kiếm được bộn tiền, bạn nhất định phải học được dũng khí từ họ, dám đầu tư và dám tiêu tiền. Có đôi lúc, chúng ta muốn giàu, nhất định không được nhát. Nhiều người không dám bước ra khỏi vùng an toàn, tiền gửi ngân hàng và mỗi ngày đều chạy quanh những công việc quen thuộc. Chính vì không có dũng khí, nên họ đã trong vô hình chung tự từ bỏ đi nhiều cơ hội để đổi đời và làm giàu. 35. Tiền nhiều là do kiếm, không phải do tiết kiệm mà thành. Người Do Thái cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu nằm ở suy nghĩ. Người nghèo tiết kiệm toàn bộ số tiền họ kiếm được, biến đồng tiền linh hoạt thành đồng tiền chết. Người giàu thì ngược lại, dùng toàn bộ số tiền kiếm được để đầu tư sinh lời, dùng tiền sinh tiền. Chính vì vậy, người Do Thái không quá tán thành việc tiết kiệm. Nếu bạn muốn kiếm được tiền, hãy suy nghĩ đến việc dùng nó để đầu tư. Tuy nhiên, không nên đầu tư một cách mù quáng. Phải có mắt nhìn thị trường, tìm hiểu rõ ràng trước khi đầu tư, đồng thời không được tin lời bạn bè xấu. Nhiều người đồn đại rằng,
người Do Thái có tài tiên tri, nhưng tại sao ngày nay nhiều người Do Thái lại có mức lương không được cao? Bởi vì họ khác với cha ông của họ, họ chọn cách tiết kiệm. Mặc dù đây là cách an toàn nhất, nhưng lại không dễ để thoát nghèo. Tiết kiệm là điều cần thiết để bạn có thêm sự an tâm, cũng như khi gặp việc ngoài ý muốn có thể đủ tài chính để xoay sở. Nhưng nếu muốn làm giàu, tốt nhất hãy học cách đầu tư. 36. Hãy câu cá ở nơi có cá. Tư duy làm giàu nhấn mạnh bạn điều này. Hãy kiếm tiền ở nơi có nhiều tiền. Dù sản phẩm bạn tốt đến mấy nhưng với người không có tiền bạn không thể có tiền. Charlie Munger từng nói, có hai quy tắc câu cá là: quy tắc 1, hãy câu ở nơi có cá. Quy tắc 2, luôn nhớ quy tắc 1. Đầu tư cũng vậy. Ở một số nơi, trong một số lĩnh vực, dù bạn có giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ không thành công nếu không phù hợp. Cuộc sống là một trò chơi dài hạn. Hãy chấp nhận bản chất của nó và cố gắng hết sức có thể. Và nếu bạn sống đến già, bạn sẽ có vô số cơ hội. 37. Đầu tư càng sớm càng tốt. Thời gian được cho là yếu tố quan trọng nhất trong công thức lãi kép. Nếu chỉ có 6 năm để nhân số tiền của mình lên gấp 10 lần, bạn sẽ cần kiếm thêm tới 40% tiền lãi hàng năm. Nếu có 8 năm, bạn vẫn cần sinh lời hàng năm lên tới 30%. Nhưng nếu bạn đang 17 tuổi, tỷ lệ 15% là đủ. Nói một cách đơn giản, nếu bạn có thời hạn 20 năm để đạt được các mục tiêu tài chính, thì tại sao phải vội vàng? Tại sao lại phải chấp nhận rủi ro quá mức để cố tìm kiếm lợi nhuận ngang bằng với các tỷ phú và triệu phú? 38. Đi ngược lại đám đông. Các khoản đầu tư khôn ngoan nhất là đi ngược lại đám đông. Đi ngược lại đám đông cũng đi bao gồm việc đối phó với những lời chỉ trích và khiêu khích dai dẳng. Sẽ rất hữu ích nếu ta tránh xa được những phiền nhiễu để suy nghĩ rõ ràng. Khi một thân một mình, ta càng cần kiên định để tiếp tục cuộc chơi mà không bận tâm đến những gì người khác nói và làm. Tất nhiên, ta vẫn cần biết điều gì là tốt, điều gì là xấu. Nhưng chính con người bên trong mới là chủ thể dẫn dắt ta hành động theo niềm tin của mình. Bạn đang nghe audio trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu thấy hữu ích hãy lưu video hoặc chia sẻ cho người khác cùng nghe. Càng chia sẻ càng thu hút tài lộc và may mắn. 39. Mở rộng tầm nhìn. Trong cuộc sống và trong các khoản đầu tư, mở rộng tầm nhìn luôn tốt hơn thu hẹp tầm nhìn. Thay vì luôn phải giám sát cuộc sống và lo lắng về sự biến động hàng ngày của thị trường chứng khoán, hãy xem cuộc sống và các khoản đầu tư như là những chấm nhỏ trên bức tranh toàn cảnh thế giới. Theo nghĩa đó, nếu tiếp tục làm tốt công việc của mình, thì những sự vận động và biến động hàng ngày sẽ không khiến ta phải lo lắng nữa. 40. Coi những bất định là điều bình thường. Ta sẽ sống, làm việc tốt hơn và hạnh phúc hơn nếu bắt đầu bằng cách nhận ra rằng ta không bao giờ có thể chắc chắn về tương lai. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ không còn phải luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ trọn vẹn. Hãy điều chỉnh niềm tin để từng chút một tiến gần hơn đến bản chất thực sự của cuộc sống. Đừng bao giờ quên ba cụm từ mạnh mẽ, bình yên, tách rời và chấp nhận. Hầu hết các quyết định đúng đắn trong cuộc sống đều đi liền với sự bình yên, tách rời và chấp nhận. Phần lớn các nhà đầu tư đều muốn tin rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán mà không bị thua lỗ.
và niềm tin này chính là nguyên nhân gây ra căng thẳng và xung đột. Họ thất vọng khi thực tế phũ phàng trái hoàn toàn với những kỳ vọng lạc quan. Cảm giác bất lực nảy sinh, càng làm tăng thêm sự thất vọng của họ. Xét cho cùng, hầu hết các sự kiện xảy ra trên thị trường chứng khoán đều nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Ta không thể ngăn thị trường thoái trào và sụp đổ, cũng không thể kêu ca, khiếu nại với ai khi mã cổ phiếu mà mình đang đầu tư đột nhiên giảm giá mạnh. 41. Đừng cố bỏ qua những nghi ngờ. Khi bắt đầu với một giả thuyết đầu tư, nhiệm vụ của ta không phải là tìm bằng chứng để chứng thực nó, mà là đảm bảo rằng không có nghi ngờ nào tồn tại trong đầu trước khi xuống tiền. Nếu còn nghi ngờ, nhưng vẫn cố tình phớt lờ để tiếp tục thực hiện, ta đang lừa dối mình về thực tại có thể sẽ khó khăn. Đó là một sự thiếu lý trí, có thể dẫn đến sai lầm. Kiếm và mất tiền là bản chất của đầu tư và thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vì vậy, hãy cứ làm tốt công việc của mình, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thành quả sẽ đến. 42. Thường xuyên tự phản ánh lại bản thân. Con người ta sống ở đời, mỗi người đều mang trên mình hai gánh nặng. Trước mặt là lỗi lầm của người khác, sau lưng là khuyết điểm của chính mình. Vì vậy, chúng ta luôn dễ dàng tìm ra vấn đề của người khác, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của chính mình. Có câu nói rất hay rằng, nếu bạn nghĩ về việc tìm kiếm lý do từ người khác, bạn sẽ phát điên. Nếu bạn nghĩ về việc tìm kiếm vấn đề từ chính mình, bạn sẽ thông suốt. Bất cứ lúc nào, tự phản ánh lại bản thân một cách kịp thời là khởi đầu cho sự tiến bộ của một người. Có một câu chuyện trong Talmud nói về thương gia Rodel. Rodel làm nhân viên bán hàng cho một công ty. Một lần công ty sắp xếp cho anh và một số đồng nghiệp chịu trách nhiệm quảng bá một loại xà phòng mới. Lúc đầu, các đơn đặt hàng ít một cách đáng thương. Các đồng nghiệp đổ lỗi cho thị trường tồi tệ hoặc phàn nàn rằng thương hiệu của công ty quá nhỏ. Rodel thì khác, mỗi khi bán hàng thất bại, anh sẽ suy nghĩ. Có phải vì tôi không đủ hiểu biết về sản phẩm? Phải chăng cách diễn đạt chưa đủ thuyết phục? Hay tôi vẫn chưa đủ nhiệt tình? Vì lý do này, anh đã mua một cuốn sổ để ghi lại những thiếu sót của mình. Mỗi tối, anh đều sẽ lấy cuốn sổ ra đọc một lần. Dần dần, anh ngày càng quen thuộc với sản phẩm và cũng cải thiện được kỹ năng bán hàng của mình. Thông qua không ngừng suy nghĩ và cải tiến, năng lực của anh dần được nâng cao. Hiệu suất làm việc cũng khởi sắc. Sau cùng, anh trở thành phó chủ tịch của công ty. Nhà thơ Heine đã viết: tự phản ánh là một tấm gương có thể soi rõ những lỗi lầm của chúng ta và cho chúng ta cơ hội sửa sai. Khi đối mặt với những sai lầm và thất bại, hãy học cách nhìn lại bản thân, để bạn có thể nhìn thấy những thiếu sót của chính mình và rồi sửa chữa chúng. Nếu không thể làm những gì bạn muốn, trước tiên, hãy tự hỏi lại bản thân. Tìm lý do cho mọi thứ từ chính bản thân, biết hướng nội, bạn sẽ có thể hướng ngoại mà phát triển. 43. Không ngừng học tập. Sử dụng kiến thức trong đầu để đầu tư cho tương lai. Cuốn Talmud ghi lại rằng mọi đứa trẻ Do Thái khi còn nhỏ đều được cha mẹ hỏi một câu như vậy. Nếu một ngày ngôi nhà bị cháy, con có biết mình nên mang theo thứ gì không?
Một số bạn trả lời đó là tiền, trong khi những bạn khác nói là kim cương. Vị phụ huynh lắc đầu gợi ý, nếu thứ này bắt buộc không có hình thù, không màu sắc, không mùi vị thì sao? Nếu trẻ không trả lời được, cha mẹ sẽ tiết lộ câu trả lời. Con à, thứ con cần mang đi không phải là tiền bạc hay kim cương, mà là kiến thức. Tri thức là thứ không ai có thể lấy đi được. Chỉ cần bạn còn sống, tri thức sẽ luôn theo bạn. Nhà báo, doanh nhân người Trung Quốc, Luo Renyu, cho biết, học tập suốt đời là cách duy nhất để chống lại cái chết ở tuổi 30. Chỉ bằng cách không ngừng sạc pin cho bộ não, bạn mới có thể giữ mình trên con đường phát triển mãi mãi. Nhà đầu tư nổi tiếng Charlie Munger khi tổng kết kinh nghiệm sống của mình cũng đã nói rằng tương lai thuộc về những người có tinh thần học tập suốt đời. Khi còn học ở Harvard, Charlie Munger đã nổi tiếng là người hiếu học. Ngoài các môn chuyên ngành, ông còn thông thạo kinh tế học, tâm lý học và các lĩnh vực kiến thức khác thông qua tự học. Sau khi tốt nghiệp, ông được nhận vào tòa án California với thành tích xuất sắc của mình, trở thành một luật sư. Lúc này, ông bắt đầu quan tâm đến tài chính. Mỗi ngày sau giờ làm việc, ông sẽ dành nhiều thời gian để đọc báo và sách liên quan tới lĩnh vực này. Không lâu sau, ông bỏ công việc luật sư và trở thành một nhà đầu tư. Dựa vào kho kiến thức dồi dào, Charlie Munger đã phát triển rực rỡ trong lĩnh vực đầu tư, trở thành một trong những tỷ phú hàng đầu. Giảng viên hàng đầu tại tập đoàn Alibaba cho biết, khả năng học tập là nền tảng của tất cả các khả năng. Trong thời đại bùng nổ tri thức như hiện nay, trình độ năng lực học tập sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tầm cao cuộc đời bạn. Chỉ những người không ngừng làm giàu mới có thể nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa bước nhảy vọt. Học tập là khoản đầu tư tốt nhất. Bất kỳ kiến thức và kỹ năng nào bạn học được đều sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận vô hạn. 44. Khéo léo, biết tiến biết lùi. Tư duy làm giàu xin bạn nhớ lại câu nói trong cuốn Talmud, có một câu hỏi như này. Một người muốn vào phòng, nhưng đẩy thế nào, cửa cũng không mở ra. Vì sao vậy? Có người nói vì bên trong bị khóa, có người nói khóa cửa hỏng rồi. Nhưng tất cả các đáp án đều không đúng. Đáp án chính xác là cánh cửa này không phải đẩy ra, mà là kéo ra để mở. Rất nhiều khi, chúng ta bị giới hạn trong những tư duy cũ và kết quả là bị các vấn đề cản trở, rơi vào bế tắc. Một họa sĩ truyện tranh từng nói rằng, học lực là huy chương đồng, năng lực là huy chương bạc, còn khả năng tư duy là con át chủ bài. Khi bạn đi vào ngõ cụt, có thể để suy nghĩ của mình rẽ sang một hướng mới, và bạn thường sẽ có thể nhìn thấy một bước ngoặt mới. Vào những năm 1960, một người Do Thái tên Landers đã đến California để đào vàng để kiếm kế sinh nhai. Nhưng vàng ngày càng khó kiếm hơn. Do khí hậu khô hạn và khan hiếm nước, nhiều người đã chết ở đây thay vì trở nên giàu có. Landers cũng không phải ngoại lệ, suốt ngày bị đói khát hành hạ, tưởng như không cầm cự được nữa. Một hôm, nghe mọi người đều kêu khát nước, ông chợt nghĩ, đào mỏ vàng có rất ít hy vọng, vậy tại sao mình không bán nước?
Nghĩ vậy, Landers đã bán các công cụ đào vàng của mình để đổi lấy một khoản tiền và chính thức bắt đầu kinh doanh nước. Trong khi hầu hết những người tìm vàng trở về tay không, thì Landers kiếm bộn tiền từ việc bán nước. Nhà toán học các GACOBI thường nói: nghĩ ngược lại, luôn nghĩ ngược lại. Khi chúng ta không thể giải quyết vấn đề nan giải một cách chính diện, hãy lật lại vấn đề để suy nghĩ. Tường đổ thì chính là đường. Nếu cách suy nghĩ thay đổi, cuộc sống sẽ thay đổi theo. Không ngừng nâng cấp suy nghĩ của bạn, khám phá những cách giải quyết vấn đề mới, và sẽ không có tình huống nào trên thế giới có thể khiến bạn mắc bẫy. Bạn đang nghe audio trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu thấy hữu ích hãy lưu video hoặc chia sẻ cho người khác cùng nghe. Càng chia sẻ càng thu hút tài lộc và may mắn. 45. Phớt lờ lời khuyên. Hãy theo đuổi đam mê của bạn. Hai vợ chồng Steve chia sẻ, niềm đam mê của họ khó có thể kiếm được tiền, nhưng điểm mạnh thì có. Thế mạnh của Steve là khoa học máy tính. Năm 2004, anh bắt đầu công việc kỹ sư phần mềm với mức lương 55.000 đô la Mỹ, hơn 1,3 tỷ đồng. Đến năm 2016, anh đã kiếm được tới 100.000 đô la Mỹ, hơn 2,3 tỷ đồng. Tôi không chắc mình có thể kiếm được nhiều như vậy nếu chọn theo đuổi đam mê hay không, anh nói. Mặc dù có thể biến sở thích thành công việc kiếm được tiền, nhưng nó không phải điều dễ dàng. 46. Học hỏi các triệu phú. Trong suốt sự nghiệp của mình, Steve đã làm việc với rất nhiều người thành công và giàu có. Thay vì ghen tị với họ, anh đã học hỏi và làm theo. Tôi sẽ không bao giờ quên Brian, người mà tôi đã làm việc cùng sau khi tốt nghiệp đại học. Anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi và lái chiếc xe Honda Accord đã 6 năm. Mặc dù là một triệu phú nhưng Brian vẫn dùng chiếc đồng hồ Casio giá rẻ và không mặc đồ hiệu. Brian cũng luôn là người đầu tiên lên văn phòng, không bị cuốn vào những cuộc tán gẫu và sẵn sàng làm nhiều hơn trách nhiệm của mình, Steve nói. 47. Tránh xa những người không có ý chí hay ghét bạn. Nếu chỉ chơi với những người thích tiêu tiền, không chăm chỉ làm việc, sẽ có lúc bạn trở thành người như họ. Steve nói bản thân đã bỏ qua các cuộc đi chơi quá tốn kém như đi bar. Anh nói rằng, mình đang nâng cấp cuộc sống bằng cách làm quen và nói chuyện với những người thành công hơn trong văn phòng. Thói quen tốt của họ dần dần ảnh hưởng tích cực đến anh và ngược lại. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Sự phát triển này đã giúp anh thăng chức và thu nhập tăng theo thời gian. Ngoài ra, trong cuộc sống, có rất nhiều người không hài lòng với phong cách của bạn. Đừng bận tâm và hãy theo đuổi hành trình của riêng mình. Bạn cũng không cần thiết phải sống theo đám đông. Hàng xóm của bạn mua một chiếc ô tô hoặc một ngôi nhà mới, không có nghĩa bạn cần phải làm như vậy. 48. Khai thác triệt để công việc toàn thời gian. Công việc toàn thời gian cũng có thể mang lại các cơ hội giáo dục và đào tạo để giúp nâng cao kỹ năng như lập trình máy tính, kế toán, quản lý thời gian. Những kỹ năng này có thể là cầu nối giúp bạn được thăng chức hay tăng lương. 49. Nhảy việc không phải chuyện xấu. Nhận một công việc mới thường là cách dễ nhất để được tăng lương, bởi bạn có thể điêu lương một cách tự nhiên trong quá trình phỏng vấn. Tôi đã được tăng lương 15-20% mỗi khi chuyển công ty. Con số này vượt xa mức tăng thông thường là 3% mà nhiều nhà tuyển dụng dùng để giữ chân nhân viên ở lại, Steve chia sẻ. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng mọi người không nên nhảy việc quá thường xuyên bởi sẽ tạo ấn tượng xấu cho các nhà tuyển dụng.
hãy cố gắng làm một công việc ít nhất trong một năm. 50. Ưu tiên sức khỏe. Cuộc sống không chỉ có tiền bạc. Trên hết, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của tôi. Sức khỏe tốt giúp bạn hạnh phúc hơn và làm việc hiệu quả hơn, đồng thời cũng làm giảm một số chi phí y tế, Steve nhấn mạnh. 51. Luôn nói có và sẵn sàng khi cơ hội đến. Ngay cả khi không biết làm, bạn vẫn chấp nhận thử thách và cố gắng học thêm những điều mới để đáp ứng công việc được giao. Bạn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi cơ hội đến với mình. Có thể nói, làm giàu là cả một hành trình dài mà con người chúng ta đặt ra, thực hiện. Đối với người Do Thái, làm giàu từ những cuộc phiêu lưu là một trong những cách đặc biệt và hiệu quả. Nếu bạn muốn phát tài, bạn phải có dũng khí tiếp xúc với rủi ro trước đã. Người Do Thái tin rằng, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng lớn và của cải là kết quả của rủi ro. Chúng ta cần phải chấp nhận các tình huống khác nhau xảy ra khi làm ăn. Nếu cứ ở mãi trong vùng an toàn, chúng ta sẽ chỉ có được cuộc sống bình yên và an nhàn mà khó bứt phá, nhận ra nhiều bài học và kết quả vượt trội. 52. Làm giàu trong nghịch cảnh. Trong cuộc sống, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn bên cạnh các yếu tố thuận lợi. Đặc biệt, trong chuyện làm ăn, chúng ta càng cần vững tâm để đối mặt với khó khăn và vượt qua nghịch cảnh. Người Do Thái tin rằng, trước khi nữ thần may mắn trao cho bạn chiếc vương miện thành công, cô ấy thường kiểm tra bạn một cách khắc nghiệt, để xem bạn có đủ sức chịu đựng hay không. Nếu như bạn có một ý chí kiên cường và sự nhanh nhạy trong làm giàu, chắc chắn bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. 53. Làm giàu trong sự lạc quan. Trong mọi hoàn cảnh, nếu như con người ta lúc nào cũng tiêu cực, sợ hãi thì khó có thể thành công. Dù chặng đường làm giàu có khó khăn hay thuận lợi, một nụ cười trên môi và một tinh thần thoải mái, lạc quan là điều bạn cần giữ gìn. Khi làm giàu, người Do Thái tin rằng khởi nghiệp bằng sự tích cực và gắn kết mối quan hệ giữa người với người là kỹ năng để thành công trong kinh doanh, làm giàu. 54. Làm giàu một cách linh hoạt. Sự nhạy bén và thông minh của người kinh doanh là yếu tố quan trọng. Nếu như bạn là một người có tư duy linh hoạt, sẵn sàng đưa ra những quyết định mới mẻ để xoay chuyển tình hình thì chắc chắn sẽ tới gần hơn với thành công. Nếu như những khó khăn làm bạn sợ hãi và lúng túng, không biết xử trí ra sao thì bạn là người thua cuộc ngay từ giây phút ấy. Khi đã bắt đầu kinh doanh, làm giàu, bạn cần dự trù nhiều tình huống có thể xảy ra và biết cách xoay chuyển tình hình nhanh chóng nếu có dấu hiệu không ổn. Thị trường sẽ thay đổi liên tục. Nếu con người không biết cách xử trí các vấn đề phát sinh thì khó có thể làm giàu. Đó cũng là điều mà người Do Thái đã đúc kết từ lâu. 55. Làm giàu nhờ thông tin. Người Do Thái tin rằng, người chưa giàu có chỉ đang thiếu đi những kế hoạch, phương pháp làm giàu. Trong đó, thông tin, tri thức chính là một trong những chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa thành công và làm giàu. Người Do Thái lúc nào cũng đề cao tri thức bởi đây là tài sản vô giá, không có giới hạn của con người. Mỗi ngày chúng ta đều cần học hỏi thêm những điều mới, tích lũy nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới để trưởng thành và giỏi giang hơn. Từ những kiến thức thực tế, ta có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh, phương pháp làm giàu hiệu quả. Chúng ta nên chủ động học hỏi từ mọi người, qua mọi phương tiện và từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân mình trên chặng đường chinh phục thành công. 56. Luôn trân trọng đồng tiền. Người Do Thái quan niệm rằng chỉ khi con người quý trọng đồng tiền thì tiền mới có thể đến với ta. Vì thế họ tôn trọng công sức, thành quả mà mình làm ra,
luôn lên kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ không tiêu xài phung phí. Đây cũng là cách để bạn luôn có tiền phòng thân. Nếu kinh doanh có vấn đề gì sẽ chủ động giải quyết được. 57. Phục vụ phụ nữ. Tư duy làm giàu xin bạn lưu ý điều này. Thế nên hãy để ý xung quanh bạn những ngành kiếm nhiều tiền và thường xuyên nhất, cả ở Việt Nam hay nước ngoài đều đánh vào phụ nữ. Để kiếm tiền, mục tiêu đầu tiên của người Do Thái nhắm tới là phụ nữ, bởi đây là tay hòm chìa khóa trong gia đình. Từ trước tới nay, nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền, mà kiếm tiền không có nghĩa là sẽ giữ tiền trong tay. Quyền chi tiền phần lớn vẫn do phụ nữ quyết định. Phụ nữ không chỉ mua sắm kim cương, trang sức, vàng bạc để tích lũy. Họ còn là người mua sắm các vật dụng thường ngày hay lo toan các công việc gia đình. Nhắm trúng đối tượng này, tiền của nhất định sẽ tới. 58. Đi khắp nơi kiếm tiền. Đi mọi nơi kiếm tiền là đặc điểm tự nhiên của người Do Thái. Những thương nhân Do Thái ít có thị trường cố định mà mở rộng khắp nơi khi bản thân đủ tiềm lực. Họ không ngại khó, ngại khổ khi đi từ Đông sang Tây, xuống Nam ngược Bắc để kiếm tiền cũng như mở rộng thị trường. Ở đâu họ cũng thực hiện các giao dịch lớn nhỏ. Bởi vậy để làm giàu, không thể ngồi một chỗ mà phải chạy khắp nơi, đúng như câu nói làm ăn tứ phương, kiếm tiền tứ hướng. Bạn đang nghe audio trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu thấy hữu ích hãy lưu video hoặc chia sẻ cho người khác cùng nghe. Càng chia sẻ càng thu hút tài lộc và may mắn. 59. Phục vụ cái miệng. Người Do Thái cho rằng kinh doanh nên nhắm vào nhu cầu ăn uống của mọi người, bởi ăn là một trong những nhu cầu cơ bản nhất. Thu nhập bình quân đầu người tăng, người tiêu dùng sẽ khắt khe và dành nhiều thời gian hơn trong việc làm hài lòng khẩu vị của mình. Vì vậy, kinh doanh ăn uống không bao giờ lỗi thời. 60. Sử dụng trí tuệ để kiếm tiền. Người Do Thái luôn cho rằng, sự thông minh có thể kiếm ra tiền mới là thông minh thực sự. Theo cách này, tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ. Chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới là trí tuệ sống. Bởi vậy, người kinh doanh cần dùng trí tuệ để suy nghĩ và phân tích hành vi người tiêu dùng. Chỉ khi hiểu được nhu cầu của khách hàng mới có thể làm ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và có thể tồn tại trên thị trường. 61. Đứng ở trên cao mới nhìn thấy được xa. Người Do Thái cho rằng trong kinh doanh nên cố gắng nhìn thêm vài bước. Sự phát triển trong tương lai mà bạn có thể nghĩ đến là bao nhiêu, thì thành công sẽ có được bấy nhiêu. Chân không thể chạm đến, thì mắt phải thấy được. Mắt không thể thấy được, thì tim phải cảm nhận được. Dù vậy làm gì, cũng phải có những bước đi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Bước trước một bước mới có thể dẫn dắt và tạo ra nhu cầu của thị trường. 62. Phối hợp tốt các nguồn lực. Nhà kinh tế học người Do Thái William Nixon đã nói, bạn có thể vay mọi thứ từ tiền, tài năng, công nghệ cho đến tri thức. Thế giới này đã chuẩn bị tất cả các nguồn lực bạn cần. Tất cả những gì bạn phải làm là thu thập và sử dụng trí tuệ để kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm của riêng mình. 63. Đàm phán tạo ra giá trị. Một câu chuyện kinh điển được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái. Có người cho hai đứa trẻ một quả cam, vì chia chác mà chúng cãi nhau. Thấy vậy người cho đề xuất, bổ đôi cho mỗi đứa một nửa. Đứa trẻ thứ nhất về nhà, vứt các múi cam đi, đem vỏ nghiền nát rồi trộn vào bột mì nướng bánh ăn. Đứa trẻ còn lại thì lấy múi cam ép thành nước uống, vứt vỏ vào thùng rác. Mặc dù hai đứa trẻ đều có nửa quả cam, nhưng chúng đã không tận dụng hết nguyên liệu của mình nên không đạt được lợi ích lớn nhất.
trong kinh doanh, phải đối mặt với rất nhiều cuộc đàm phán. Lúc này, nên tăng cường giao tiếp để gây dựng thiện cảm với đối tác và cùng nhau làm việc để ra được kết quả đôi bên cùng có lợi. 64. Ai cũng có thể có của cải. Tất cả những gì bạn cần là làm việc chăm chỉ. Điều đáng yêu nhất của sự giàu có là nó không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Nó không quan tâm đến màu da hay chiều cao của bạn. Nó không quan tâm việc bạn thuộc tầng lớp nào, bố mẹ bạn làm công việc gì, hay bạn sống ở đâu. Dù cuộc sống ngày hôm qua có như thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay sẽ luôn có một khởi đầu mới, và bạn có quyền và cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hơn như những người khác. Bởi lẽ của cải không biết ai sở hữu nó, những người này có năng khiếu gì, có tham vọng ra sao, thuộc tầng lớp nào. Của cải không có tai, không có mắt, không có tri giác, nó vô hồn, vô cảm, chỉ chờ được sử dụng, tiêu dùng, cất giữ, đầu tư và tranh giành, dù là bạn hay người khác, điều đó không quan trọng. Hãy thử quan sát những người giàu có, họ không có điểm chung nào cả. Một số thì lịch lãm chỉn chu, một số thì thô lỗ tục tằn. Một số có trình độ học vấn cao, trong khi những người khác lại chưa chắc đã tốt nghiệp cấp 3. Có người xuất thân từ những gia đình tốt, nhưng cũng có một số người có xuất thân khiêm tốn. Chúng ta không có quyền lựa chọn môi trường sống xung quanh mình, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách mà mình sống và con người mà mình sẽ trở thành. 65. Hiểu rõ khái niệm về tiền bạc của bạn là gì và nó đến từ đâu. Trong quá trình lớn lên, chúng ta đều sẽ được nghe nhiều huyền thoại khác nhau về tiền bạc và chúng tạo nên quan điểm tiềm thức của chúng ta về tiền. Bạn có tin những quan điểm chung này không? Tiền là cội rễ của mọi điều xấu xa. Tiền là dơ bẩn. Chỉ những kẻ tham lam và bất lương mới muốn kiếm tiền. Tiền làm hư hỏng con người. Có tiền thì mất bạn, có càng nhiều thì càng ham. Không có tiền sẽ ít phiền não hơn. Nghèo mà thoải mái thì cũng là điều vui. Tìm hiểu quan điểm của bạn về tiền bạc. Viết chúng ra giấy và suy nghĩ về lý do tại sao bạn có những quan điểm đó. Đó là kết luận bạn đưa ra sau khi suy nghĩ cẩn thận, phân tích hợp lý và nghiên cứu sâu, hay đó là ý tưởng mà bạn nghe từ người khác và chấp nhận mà không cần suy nghĩ. Hãy bỏ qua những suy nghĩ phiến diện và quên đi suy nghĩ đang kìm hãm bạn và ngăn cản bạn kiếm tiền. Loại bỏ phiền nhiễu và làm những gì bạn có thể làm ngay bây giờ. 66. Hiểu mối quan hệ giữa giàu có và hạnh phúc. Bạn có hạnh phúc khi có nhiều tiền không? Bạn phải có bao nhiêu tiền để hạnh phúc? Điều chúng ta có thể chắc chắn là quá ít tiền có thể khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khốn khổ, và quá nhiều tiền cũng có thể khiến cuộc sống của ta trở nên mù mờ và trống rỗng. Công việc quá nhiều cũng vậy. Vì vậy, một người dù giàu có hay không thì cuộc đời của người đó cũng có khả năng bất hạnh. Đã có thời, béo phì, ung thư đường ruột, bệnh tim mạch vành, tiểu đường và các bệnh khác là do con người ta sống quá sung túc, thừa chất dinh dưỡng và lười hoạt động gây ra. Chúng còn được gọi là bệnh nhà giàu. Nếu bạn muốn dùng tiền để làm cho mình trẻ hơn, thú vị hơn và đẹp trai hơn, bạn nhất định sẽ thất vọng. Một số người trúng số, mua nhà lớn, mua xe sang, nhưng lại bỏ rơi người thân, bạn bè, sống một cuộc sống không hạnh phúc. Cũng có những lãnh đạo doanh nghiệp gặp thất bại trong kinh doanh và chọn cách kết liễu cuộc đời.
Họ tin rằng cuộc sống không một xu dính túi còn khó đối mặt hơn cái chết. Sự giàu có là một giả dược, không phải thuốc thần có thể chữa được mọi thứ bệnh. Thái độ tốt nhất đối với tiền bạc là hạ thấp kỳ vọng của bạn về sự giàu có và đừng chi tiêu với tâm lý rằng tiêu tiền sẽ khiến bạn hạnh phúc. 67. Tích lũy càng sớm càng tốt. Có người nói rằng, nếu biết tiền quan trọng như vậy, tôi đã bắt đầu tiết kiệm tiền từ khi còn học trường mẫu giáo. Tích tiểu thì thành đại. Bạn càng sớm biết tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền, bạn càng dễ dàng phát triển nó thành một thói quen tự nhiên. Để ra tiết kiệm một phần số tiền bạn nhận được hàng tháng và xác định số tiền cụ thể theo thu nhập và chi phí của bạn, cho dù đó là 50%, 20% hay thậm chí chỉ 10%. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy mình có một tài khoản siêu tiết kiệm, có thể dùng làm tài khoản hưu bổng, tài khoản tiết kiệm cá nhân hoặc một thứ gì đó khác. Thói quen tiết kiệm tiền không phải chỉ được hình thành sau khi kiếm được tiền. Hãy sớm nói với trẻ rằng, chúng có thể tiêu một nửa tiền tiêu vặt còn một nửa để dành, và chúng cũng sẽ có tài khoản riêng. Bạn đang nghe audio trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu thấy hữu ích hãy lưu video hoặc chia sẻ cho người khác cùng nghe. Càng chia sẻ càng thu hút tài lộc và may mắn. 68. Nhìn bản thân bằng con mắt của người khác. Kiếm tiền, suy cho cùng chính là bán bản thân, bán thời gian, sức lao động, dịch vụ, sản phẩm. Nếu chúng ta muốn kiếm tiền, chúng ta phải sở hữu thứ mà người khác muốn mua. Vì vậy, việc đánh giá bản thân một cách nghiêm túc và trung thực sẽ giúp bạn biết người khác nhìn nhận bạn như thế nào và bạn cần thực hiện những thay đổi nào mới khiến khả năng kiếm tiền của bản thân được nâng cao. Khả năng chuyên môn, tính cách, sự lịch thiệp, thái độ, sự đúng giờ, chính trực, kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, khả năng xử lý công việc, liệu bạn có được đồng nghiệp hay khách hàng tín nhiệm hay không. Bạn cần suy nghĩ kỹ và có một cái nhìn đúng đắn hơn về mọi thứ liên quan tới thương hiệu cá nhân của mình. Những thứ có thể giúp bạn kiếm tiền phải là những thứ bạn thực sự muốn làm và không cần phải giả làm người khác. Nếu một công việc, một nghề nghiệp cho phép bạn thể hiện một cá tính độc đáo, thể hiện chính mình, thì chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn sự giàu có. 69. Học cách mua và chi tiêu. Tiền bạc có được nhờ làm việc chăm chỉ, nên được sử dụng một cách cẩn thận. Những người giàu có lý trí sẽ không lãng phí tiền, chỉ vì họ có khả năng. Họ cũng có những nguyên tắc riêng trong tiêu dùng, chẳng hạn như xem xét ít nhất 3 báo giá. Thay vì trực tiếp chấp nhận báo giá đầu tiên cùng một chức năng, hãy xem thêm một số sản phẩm và đảm bảo rằng bạn sẽ không lãng phí. Tiêu tiền dễ kiếm tiền khó. Chúng ta hoàn toàn có thể tiêu hao thành quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ trong chốc lát. Vì vậy hãy cẩn trọng khi tiêu tiền. Đó không liên quan tới việc không biết tận hưởng cuộc sống. Nó chỉ đơn giản là vấn đề tiêu tiền mà không có sự lãng phí. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo, và nếu một sản phẩm có màu sắc rực rỡ, tạo ra âm thanh và tạo ra một bầu không khí sống chất lượng, chúng ta sẽ bị thu hút bởi nó. Sau khi hào hứng mua nó, khi mở gói ra, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Nếu bạn muốn tích lũy thêm tiền bạc, bạn phải kiểm soát sự nóng vội của mình trong việc chi tiêu. Xây dựng sự giàu có là một trò chơi có phần thưởng và mục tiêu của mọi người là về đích và nhận được giải thưởng lớn. Một số người không bao giờ xuất phát nổi bởi vì họ bị kéo xuống bởi quá nhiều niềm tin vô ích.
một số người ngã xuống lề đường ngay sau khi xuất phát vì lười biếng. Những người khác lại sợ hãi trước những khó khăn trên đường và không đi đến được cuối cùng. Chỉ còn lại một phần nhỏ những người có thể lao về đích. Cha đẻ của tâm lý học tích cực Seligman từng nói, hạnh phúc không phải là kết quả, mà là khả năng, và hạnh phúc lâu dài nhất là cảm giác tôi có thể khi đối mặt với mọi thứ. Niềm vui của việc kiếm tiền cũng như vậy. Nó cho phép bạn tự tin nói rằng, tôi có thể khi đối mặt với cuộc sống mà bạn muốn. Kênh Tư Duy Làm Giàu chúc bạn luôn phát triển kiếm được nhiều tiền, sống đời đáng sống. 70. Bỏ qua sự đồng cảm. Kẻ thù của kiếm tiền là cảm xúc, là sự đồng cảm, là tính mềm lòng không nỡ lấy của ai cái gì. Phim Bố Già từng trích, đằng sau sự giàu có là tội ác. Không sai đâu, một giấc mơ thành ngàn giấc mơ tan vỡ, một người giàu thì trăm người nghèo, vì tiền có mất đi đâu, nó chỉ từ túi người này sang túi người khác. Bạn muốn vừa làm người tốt vừa giàu, sẽ không có cửa đâu, đồng cảm với mọi người giúp đỡ hết mọi người bạn sẽ không đủ sức và yếu mềm. Địa ngục đầy người tốt. 71. Bỏ qua chỉ trích. Ai nói kể họ, việc người giàu là tiền chảy đều vào túi. Họ hiểu được quy luật đám đông, hiểu được cuộc chiến của mình, hiểu được không ai chịu trách nhiệm cho mình, hiểu được tiền quan trọng thế nào với họ. 72. Bỏ qua sợ hãi. Đã sợ không làm, đã làm không sợ, mọi thứ cần có đều đằng sau nỗi sợ. Làm điều người khác không làm mới có thứ người khác có. Đám đông luôn sợ hãi mà trong vùng an toàn, kìm giữ sự phát triển tài sản của mình, mà làm việc lớn đôi khi ít cạnh tranh hơn. 73. Nắm bắt tâm lý bầy đàn. Tâm lý bầy đàn giúp họ có những chiêu trò marketing đánh trúng tim đen đám đông, tạo ra những xu hướng, tạo dòng tiền từ đám đông chảy vào túi mình. Biết đám đông cần gì, thích gì, điểm yếu ở đâu cần đánh vào tâm lý nào để hạ gục tâm lý. 74. Thao túng dẫn dắt. Muốn đứng trên vạn người, muốn kiếm nhiều tài sản, kỹ năng thao túng dẫn dắt người khác là không thể thiếu. Đám đông như một đàn cầu, sẽ luôn bị dẫn dắt thao túng bởi những niềm tin cố hữu ngàn đời nay. 75. Hợp tác sinh lợi ích. Ở đâu có lợi ích xuất hiện ở đó, mặt dày quan hệ, cộng tác các bên cùng có lợi. Đối tác thay đổi liên tục, đôi khi không cần cảm xúc chỉ cần lợi ích. Chiến lược thay đổi thì đối tác thay đổi. Chẳng ai trách được ai vì hợp tác đã có lợi chia nhau. 76. Dừng lưới bắt cá chứ không dùng cần câu. Không đánh bắt nhỏ lẻ, mà phải câu chùm rồi chọn lọc cá lớn. Dừng lưới sẽ hiệu suất hơn, phủ rộng hơn, có sự lựa chọn hơn. 77. Chịu được sự sỉ nhục đạt lợi ích. Nhịn để đạt được mục đích, nhịn để phục thù sau này, tính nhẫn nhịn cực cao. Vì họ hiểu chỉ cần thành công, có tiền 99% đều giải quyết được. 78. Che giấu cảm xúc. Không để lộ cảm xúc để đối phương nắm thóp, lựa chọn theo nhu cầu, không chọn theo cảm xúc. Cảm xúc là kẻ thù số 1 làm giàu. 79. Mạo hiểm có tính toán. Quyết đoán có tính toán, biết chấp nhận rủi ro cần thiết.
tham lam khi người khác sợ hãi, sợ hãi khi người khác tham lam, càng lợi nhận càng rủi ro. 80. Tạo vỏ bọc. Càng giỏi càng che giấu bản thân tốt, phải có vỏ bọc tốt, kín kẽ, bên trong không biết thế nào nhưng phải xây dựng một hình tượng đẹp đẽ lương thiện, vị tha, giàu tình thương, cho đi vô điều kiện. Lấy hình tướng che tâm tướng. 81. Tham lam. Càng giàu càng tham, phải tham mới giàu, tiền ra cửa là tiền phải đẻ. Mỗi một đồng đều phải tính toán vào nhiều món để sinh lời, họ luôn cảm thấy thiếu tiền và không thể dừng được. Bạn đang nghe video trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Hãy chia sẻ cho ai đó nếu thấy họ cần. 82. Top 10% mới có cơ hội. Trên thực tế cứ 10% người kiếm tiền thì có đến 90% người mất tiền. Đó vốn là định luật của thị trường, bất luận là chứng khoán, mở công ty hay doanh nghiệp đều không thay đổi. Nếu người người đều kiếm tiền thì lấy ai tiêu tiền? Vậy thì tiền chạy đi đâu mất? Người trong thiên hạ không phải ai cũng đều giàu có, cũng không phải ai cũng đều là người nghèo. Nhưng người giàu vĩnh viễn luôn ít hơn người nghèo. Đây là quy luật, khó ai có thể thay đổi được. Thế nhưng kiếm tiền cũng có phương pháp của nó. Tức là bạn sẽ làm người nằm trong số 10% đó chứ đừng nằm trong đa số 90% kia. Để trở thành một người giàu có, bạn nên thay đổi tư tưởng và quan niệm của mình. Tư duy của người giàu sẽ khác hẳn với tư duy duy của hầu hết tất cả mọi người. Có người nói, thay đổi phương hướng, bạn sẽ là người đầu tiên, bởi vì đại đa số cùng chung một hướng. Thiên quân vạn mã đều có cùng một ý tưởng, cùng một hành vi, cũng giống như một toán người mù, một đàn dê cầu không khác. Anh hùng luận thành bại, tài phú trong thiên hạ sẽ là ai? 10% trong số đó sẽ giữ 90% của cải, còn 90% đại đa số lại chỉ nắm 10% tiền tài. Bạn muốn giàu có, bạn phải nghiên cứu phương pháp làm giàu, nghiên cứu tư tưởng cũng như hành vi của những người giàu. Làm như những người giàu làm, phải có tham vọng, làm những việc phi thường, rất nhanh bạn sẽ trở nên giàu có. Có câu phú nhân tư lai niên, cùng nhân tư nhắn tiền, giàu có nghĩ chuyện sang năm, nghèo lo trước mắt xem nhầm vào đâu. 83. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền khó, nhưng biết cách thì lại dễ. Hỏi trời đất bao la, thế gian kia ai là bá chủ giàu có? Vì sao họ có thể kiếm tiền còn bạn thì không? Suy cho cùng, muốn kiếm tiền thì phải thích tiền, phải có nhận thức chính xác về tiền, nếu không tiền sẽ không tự tìm tới bạn. Đồng tiền không có lỗi, nó chỉ là hóa thân của giá trị, là hiện thân của hiện thực, là sự hồi đáp của trí tuệ. Có câu nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân ý chỉ, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Bạn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đồng tiền, cảm giác thích thú kiếm tiền, thích tiền thì tiền ắt thích bạn. Đây tuyệt đối không phải là chủ nghĩa, lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm hành động, mà là định luật vận hành của kim tiền. Không tin thì bạn hãy thử nhìn xem. Tất cả người giàu đều rất thích tiền, đều có thể chơi với tiền thật vui vẻ. Không tin bạn hãy nhìn xem Bill Gates, Warren Buffett và George Soros họ như thế nào. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thật dễ dàng. Bạn cần phải xác lập rõ quan niệm trên. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền thật khó, thì kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn với bạn. Những nhà đại phú không bao giờ có khái niệm rằng kiếm tiền quá khó khăn mà họ chỉ cảm thấy tiêu tiền mới là khó. Bạn phải ghi nhớ rằng kiếm tiền thực chất rất dễ dàng. Động não một tí thì tiền sẽ đến với bạn.
đây không phải là dạy bạn khoe khoang, mà đây chính là nền tảng tư tưởng của những người kiếm nhiều tiền và những nhà triệu phú. Bạn không thể không nhìn nhận. Có nhận thức chính xác về tiền và thiết lập quan niệm chính xác về tiền. 84. Phương pháp kiếm tiền nhiều nhất là phương pháp đơn giản nhất. Thiên hạ có ngàn vạn cách kiếm tiền, nhưng phương pháp kiếm tiền nhiều nhất lại là phương pháp đơn giản nhất. Mặc dù tất cả mọi con đường đều tới đích, nhưng chọn con đường đơn giản nhất để đi mới là tốt nhất. Những phương pháp phức tạp thường là cách kiếm tiền ít hiệu quả, còn những phương pháp đơn giản mới thực sự là cách kiếm được nhiều tiền. Lấy ví dụ như Bill Gates chỉ làm về phần mềm, ông trở thành người giàu có nhất thế giới. Warren Buffett chuyên về chứng khoán và cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú. George Soros chỉ tập trung vào quỹ phòng hộ. Kết quả là khiến cho tài chính cạn kiệt. Nhà văn nữ người Anh Rowling hơn 40 tuổi mới bắt đầu viết Harry Potter và bất ngờ trở thành nhà nữ tỷ phú. Nói một cách cụ thể hơn, mỗi ngành công nghiệp đều có phương pháp kiếm tiền lớn. Trong ngành bán lẻ, Walmart luôn tuân thủ khái niệm giá rẻ hàng ngày, cố gắng để giành chiến thắng ở mức giá thấp nhất, kết quả là lại đứng đầu thế giới về mức lợi nhuận. Trong thị trường chứng khoán, Warren Buffett luôn khẳng định rằng, nếu tôi không muốn giữ cổ phiếu trong vòng 10 năm, thì tôi căn bản không thể chạm vào nó. Sau thất bại ở Nhật Bản, thạc sĩ chất lượng Mỹ Deming Bo đã được mời sang Nhật để giảng dạy cho Matsushita, Sony, Honda và nhiều công ty khác. Ông chỉ nói đến phương pháp đơn giản nhất, đó là mỗi ngày tiến bộ 1%. Kết quả những xí nghiệp trên của Nhật Bản đã làm theo và đạt được hiệu ứng thật kỳ diệu. Có thể nói rằng, sự vực dậy của nền kinh tế hậu chiến của Nhật Bản có sự đóng góp to lớn của tiến sĩ Deming. Bạn có thấy rằng phương pháp của họ thật rất đơn giản không? Phương pháp kiếm tiền đơn giản nhất mới là phương pháp kiếm tiền lớn, còn phương pháp phức tạp lại là phương pháp kiếm tiền nhỏ. 85. Muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải có mục tiêu. Hoa nở ngàn năm đều như một, kiếm tiền vạn kiếp khác xa nhau. Nhưng có một điểm đều giống nhau, đó là bạn muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu. Con đường đi đến thành công đều do mục tiêu quyết định. Người không có mục tiêu thì chỉ đang hoàn thành mục tiêu cho người khác. Người có mục tiêu lớn thì kiếm nhiều tiền. Người có mục tiêu bé hơn thì kiếm ít tiền hơn. Còn những người không có mục tiêu thì luôn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Vậy bạn thuộc kiểu người nào? Muốn kiếm tiền thì phải tham vọng kiếm tiền. Vậy tham vọng kiếm tiền là gì? Tham vọng tức là mục tiêu, là lý tưởng, là mộng ước, là động lực để cố gắng và hành động. Hãy thử nhìn xem, người tài trong thiên hạ đều là những người có tham vọng lớn, chẳng hạn như Rockefeller, Bill Gates. Không có tham vọng làm giàu thì sẽ không có người giàu. Có tham vọng không phải là điều gì xấu. Có tham vọng thì mới có động lực, có phương pháp và dám hành động. Tham vọng kiếm tiền phải thật là lớn. Đây không phải là dạy bạn làm điều xấu. Những tham vọng xấu xa thì càng ít càng tốt. Bắt đầu từ lúc này, bạn hãy hình thành cho mình một tham vọng, thiết lập mục tiêu kiếm tiền. Sau đó phải có kế hoạch cụ thể và bắt đầu dũng cảm để hành động. Vạn sự khởi đầu nan, có mục tiêu rồi thì sẽ không khó nữa. Thiên hạ này không có xí nghiệp nào là không kiếm tiền, không có phương pháp nào là không ra tiền, mà chỉ có những người không biết cách kiếm tiền mà thôi. Lấy ngắn nuôi dài, muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu và tham vọng kiếm tiền. 86. Phải dùng đầu óc để kiếm tiền. Thiên hạ ai ai cũng muốn kiếm tiền và tìm mọi cách để có được lợi nhuận. Trong thời đại của sự giàu có, bạn nhất định phải dùng cái đầu để kiếm tiền. Bạn đã nhìn thấy ai dùng tứ chi để kiếm tiền chưa?
một số vận động viên kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng theo Michael Jordan nói, tôi không dùng tứ chi để đánh bóng mà là dùng cái đầu để chơi bóng. Dùng tứ chi mà không dùng đầu óc thì chỉ là công cụ của người khác, là nô lệ của những người có đầu óc và là những người kiếm tiền không nổi. Dùng tứ chi để kiếm tiền thì chỉ kiếm ít tiền thôi, còn dùng đầu óc để kiếm tiền thì mới là những người kiếm tiền lớn. Tất cả những người giàu có trên thế giới đều dùng đầu óc để kiếm tiền. Bạn chỉ xem họ như những quả trứng rỗng, thì họ lại nhanh chóng trở thành đại phú, bởi vì họ biết sử dụng cái đầu của mình. Tỷ phú Rockefeller từng nói, nếu bạn lấy đi tất cả tài sản của tôi và ném tôi vào sa mạc, thì chỉ cần một chú lạc đà đi qua thì rất nhanh tôi sẽ giàu có lại. Bạn hãy nhìn vào họ mà xem, chỉ cần dùng cái đầu để nói chuyện thì thất bại rồi cũng sẽ thành công. Kiếm lại tiền không là vấn đề gì to tát cả. Tôi xin trân trọng thông báo với tất cả mọi người, muốn kiếm tiền thì phải suy nghĩ, nghĩ thấu đáo rồi thì hành động, đảm bảo rằng bạn sẽ có bội thu. Hãy mở rộng cánh cửa tri thức của bạn đi, dùng đầu óc để kiếm tiền. 87. Muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải liều. Trời đất rộng lớn đâu đâu cũng có tài phú, chỉ là bạn có dám hành động hay không mà thôi. Tiền lúc nào cũng hấp dẫn nhưng để kiếm được tiền thì nhất định phải dũng cảm hành động. Không có bữa ăn nào là miễn phí và cũng chẳng có chiếc bánh bao nào tự dưng rơi xuống đầu bạn. Không hành động thì bạn sẽ không kiếm được tiền. Dám nghĩ thì phải dám làm, không dám mạo hiểm thì chỉ kiếm được số tiền ít ỏi mà thôi. Tôi làm thì tôi có. Hãy nhìn xem các bậc anh hùng tài phú trong thiên hạ. Chả phải họ đều là những người can đảm, am hiểu và có động lực thực hiện mong muốn của mình sao? Nhớ lại năm xưa khi Bill Gates từ bỏ theo học tại trường đại học hàng đầu Harvard, một tay tạo ra phần mềm Microsoft, đấy há chẳng phải quá mạo hiểm hay sao? Tỷ phú trẻ nhất của nước Mỹ Mike Dell, thời còn học đại học đã lắp ráp máy tính để bán, và cuối cùng thành lập nên tập đoàn máy tính tên tuổi. Ông ấy có đáng để nhìn vào và ngưỡng mộ. Hiện tại có rất nhiều người đang bàn luận về việc làm giàu, nhưng nói thì nhiều mà làm thì ít. Bạn cần biết rằng, nói chỉ là đầy tớ để làm, còn làm thì mới là bậc thầy để nói. Khi bạn nói bạn muốn làm điều gì đó thì bạn phải cố gắng để đạt được nó. Có những điều tưởng chừng như rất khó nhưng khi bắt tay vào làm ắt có cách để tiến. Thấy khó mà quẳng gánh quay đầu thì vĩnh viễn bạn không làm nổi việc gì cả. Chỉ có dùng cái đầu để suy đoán và đanh thép liều lĩnh đi tiếp thì mới bứt phá thành công. Nhà triết học chủ nghĩa hành động của Đức đã từng nói, hành động, đó là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Muốn làm giàu phải nhanh chóng hành động, sự sợ hãi sẽ cản đường bạn. Nên nhớ rằng lợi nhuận và rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nên, muốn kiếm tiền thì nhất định phải liều. 88. Muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải học cách kiếm. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, nhưng tại vì sao tuyệt đại đa số người thông minh lại không giàu? Dưới thời đại của tài trí, muốn kiếm tiền nhất định phải học cách kiếm tiền. Bạn đã từng học cách kiếm tiền chưa? Tuyệt đại đa số sẽ nói là chưa, do đó tuyệt đại đa số đều chưa biết cách kiếm tiền. Chúng ta học tiểu học, trung học và cả đại học nữa đều sẽ chưa học cách kiếm tiền, ngay cả các ngành học liên quan đến tài chính. Kinh tế cũng chưa học đến kiến thức kiếm tiền thực sự. Xem ra, ngành giáo dục của chúng ta đang có lỗ hổng lớn. Những người nghèo mà thông minh, vốn dĩ có chỉ số IQ rất cao, nhưng tài chính của các bạn thì quá thấp, quá đáng thương. Tuy nhiên như Gorky đã từng nói, tự học là một trường đại học không có bức tường ngăn cản. Các bạn đều có thể tự học cách kiếm tiền. Con người không phải ai sinh ra cũng đều thông minh. Có ai bẩm sinh đã biết kiếm tiền đâu. Tài chính và IQ không giống nhau.
IQ vốn có cả thành phần thiên bẩm, còn kiếm tiền thì 100% đều do sau này học hỏi mà có. Các nhà đại phú không phải vừa sinh ra thì đã biết kiếm tiền, nhưng bọn họ đều có chung hai đặc điểm. Một là có tham vọng kiếm tiền, hai là có học lực cao. Đó là bởi họ một lòng muốn học cách kiếm tiền. Do đó họ đã vượt qua những người bình thường khác và leo lên đỉnh cao của sự giàu có. Thông minh không có nghĩa là khôn ngoan, và thông minh không phải để kiếm ra tiền. Khôn ngoan mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền. Tự làm giàu chân chính, học lực không nhất định phải cao, nhưng nhất định phải có sự khôn ngoan. Bọn họ đều là những người rất chuyên tâm học cách kiếm tiền. Họ thông qua việc học để bước vào quy luật kiếm tiền, làm chủ cánh cửa kiếm tiền và dần dần bước lên trở thành một anh hùng đại phú. Khi bạn đã lĩnh hội được cách để kiếm tiền thì khi đó căn bản bạn đã hình thành nên cách để đi đến cánh của kiếm ra tiền. 89. Muốn kiếm nhiều tiền bắt buộc phải lựa chọn. Phong thủy không ngừng luân chuyển, ắt có ngày tìm đến nhà bạn. Cũng giống như tiền tài nhiều vô kể, cách kiếm tiền cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì phải biết lựa chọn. Sự lựa chọn chính là vận mệnh và cũng chính là tài phú. Không biết lựa chọn bạn sẽ mất đi phương hướng, từ đó tài, phú cũng vụt khỏi tầm tay. Không ai khác, bạn chính là chủ nhân của vận mệnh, là thượng đế của tài phú. 20 năm trước, có một thiếu niên Mỹ 17 tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, đeo một cặp kính cận dày cộp. Nhưng sự lựa chọn của cậu ấy là theo đuổi công việc lập trình phần mềm, mở công ty kinh doanh phần mềm. Chính sự lựa chọn này đã cho chúng ta nhìn thấy một Bill Gates và thương hiệu Microsoft của ngày hôm nay. Tỷ phú châu Á đầu tiên, ông Masayoshi Son, người Nhật gốc Hàn, bắt đầu lập nghiệp khi mới 19 tuổi. Trong một năm, ông đã hoạch định tới 40 kế hoạch lập nghiệp. Nhưng cuối cùng, ông chỉ lựa chọn cho mình một con đường lập nghiệp mà ông cho là tốt nhất, đó chính là kế hoạch SoftBank. Điều này đã đưa tên tuổi của ông vào danh sách các nhà tỷ phú. Trong thời đại thị trường đa dạng hóa ngày một nhanh chóng, chỉ có sự lựa chọn đúng mới có thể mang đến thành công. Walmart Mỹ chỉ lựa chọn ngành tạp hóa bán lẻ, Coca-Cola chỉ kinh doanh nước giải khát, KFC và McDonald's thì chỉ kinh doanh hamburger. Tương tự, các thương hiệu nổi tiếng của Nhật như Panasonic, Sony, Sanyo chỉ chuyên về các dòng sản phẩm điện tử. Bạn muốn lập nghiệp, vậy lựa chọn của bạn là gì? Theo kinh nghiệm phân tích lâu năm về các tỷ phú trên thế giới thì phần đa tỷ phú có tìm hiểu về cổ phiếu và bất động sản. Trong thực tế có tới trên 60% người dân Mỹ và Âu Mỹ đầu tư vào cổ phiếu. Đầu cơ cổ phiếu cũng phải biết lựa chọn. Ví dụ như chọn lý luận và nguyên tắc đầu tư, lựa chọn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, lựa chọn loại cổ phiếu nào, là đầu tư tổng hợp hay đầu tư chuyên nhất. Hiện nay có khá nhiều người ưa chuộng đầu cơ ngắn hạn, liên tục đầu tư vào rồi lại rút vốn, cũng như thay đổi cổ phiếu liên tục trên thị trường cổ phiếu. Một năm bận rộn có vẻ giống như cao thủ chứng khoán, nhưng kết quả tiền thì chẳng thấy đâu mà lúc nào đầu óc cũng quay cuồng. Đầu cơ cổ phiếu nhất định phải chuyên nhất, cũng giống như chỉ chung thủy với vợ của mình vậy. Có rất ít các tỷ phú trong và ngoài thị trường cổ phiếu là những cao thủ đầu cơ ngắn hạn. Đa phần đều là các chuyên gia đầu cơ dài hạn. Tỷ phú Warren Buffett là ví dụ điển hình nhất. Ông nói với chúng tôi rằng, nếu một cổ phiếu mà tôi không muốn nắm giữ nó trong 10 năm thì tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chúng. Đừng quá tham lam, mà hãy bỏ những quả trứng vào cùng một giỏ và hãy chỉ quan tâm đến chúng thôi. Hiện nay có nhiều chuyên gia cổ phiếu chỉ chuyên tâm vào mấy loại cổ phiếu. Thậm chí trong vòng 2, 3 năm họ chỉ đầu cơ vào một loại cổ phiếu, nhưng lại thắng lớn. Nếu bạn muốn đầu cơ cổ phiếu thì chớ có quá tham lam. Hãy lựa chọn một loại cổ phiếu có tương lai nhất và hãy yêu thương chung thủy với nó. Nó sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho bạn.
những định luật lập nghiệp này thực sự rất có ý nghĩa, đều là những kinh nghiệm từng trải của các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Bạn vừa nghe video trên kênh Tư Duy Làm Giàu. Hãy chia sẻ cho ai đó nếu thấy họ cần. Bạn sẽ nhận được nhiều phước báo.